Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya tại địa chỉ số 9 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội là địa chỉ khám bệnh về da liễu và điều trị thẩm mỹ công nghệ cao uy tín ở Hà Nội. Trong hành trình 10 năm hoạt động, Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya đã khám và điều trị thành công hàng chục nghìn ca bệnh lý về da, cùng với đó là hàng ngàn ca điều trị thẩm mỹ công nghệ cao giúp hàng vạn khách hàng lấy lại làn da khỏe mạnh, đẩy lùi lão hóa và hoàn thiện vẻ đẹp bản thân. Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya đã được Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp phép khám chữa bệnh các bệnh về da và điều trị các bệnh bằng laser cũng như điều trị thẩm mỹ da công nghệ cao không phẫu thuật. Phòng khám nổi tiếng không chỉ tại Hà Nội mà còn đón tiếp hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao cùng với phương châm mắc bệnh về da đến Maya là khỏi. Phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya tọa lạc ở vị trí mặt đường gần ngay ngã tư Hoàng Cầu La Thành về phía đường Kim Liên mới, ngay sát lối lên xuống của ga tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông và là trung tâm của quận Đống Đa, Hà Nội. Đội ngũ thạc sĩ bác sĩ da liễu thẩm mỹ tại phòng khám Maya, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, bác sĩ chuyên khoa, hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc về chuyên ngành da liễu thẩm mỹ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm, hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc về chuyên ngành da liễu. Theo đuổi mục tiêu trở thành phòng khám da liễu và điều trị thẩm mỹ hàng đầu trong nước, Maya luôn ưu tiên tối đa vào nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ hiện đại và ứng dụng khoa học trị liệu mới nhất, sánh ngang với công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm mang đến chất lượng điều trị tốt nhất. Trang thiết bị với đầy đủ kiểm định chất lượng CO, CQ quốc tế góp phần tăng độ chính xác và hiệu quả tối đa trong điều trị của bác sĩ. Cơ sở hạ tầng tiện nghi, sạch sẽ, đảm bảo thăm khám và điều trị an toàn trong một không gian lịch sự, thoải mái và thân thiện. Phòng khám Maya Maya có bán sẵn các loại thuốc bán lẻ, thuốc thành phẩm đặc trị trong điều trị da tại nhà thuốc Maya đạt chuẩn GPP. Dịch vụ chuyên khám và điều trị các bệnh về da liễu, thẩm mỹ da công nghệ cao. Điều trị nám, tàn nhang, đội môi, tẩy nốt ruồi, cuồng thâm, mụn trứng cá, mụn thịt, trẻ hóa da toàn diện với công nghệ laser Helios. Điều trị dạn da, điều trị sẹo lồi, điều trị sẹo lõm, điều trị xóa nếp nhăn, trẻ hóa da DUSV, căng da HIFU, UNTHERAPY, thở mép, căng da bằng chỉ, thu nhỏ lỗ chân lông công nghệ xung kép Iris Blue Car. Công nghệ điều trị Hyperion Zax xung dài là bước đột phá về công nghệ trong điều trị u mạch máu, điều trị giãn màu mạch dưới da, điều trị tổn thương sắc tố hoàn hảo và triệt lồng vĩnh viễn. Chuyên dịch vụ chăm sóc da chuyên sâu chuyên nghiệp cho từng loại da. Thì hai má của mình bị lám đậm rất là sâu và mình cũng đã đi khám và tư vấn điều trị ở các phòng khám khác nhưng không có hiệu quả. Rất may một lần tình cờ mình được nghe bác sĩ Hoàn tư vấn trên đài Soi FM và mình đã tìm đến phòng khám Maya and Maya. Qua một liệu trình điều trị, mình thấy da của mình cải thiện lên rõ rệt rất là nhiều. Lám của hai má đã mờ đi và da mình mượt và bóng mịn hơn. Nếu bạn mắc bệnh về da hay cần điều trị liên quan đến da liễu và thẩm mỹ da không phẫu thuật, hãy liên hệ đến phòng khám da liễu thẩm mỹ Maya Maya để được chính các chuyên gia và các bác sĩ giỏi giải đáp tận tâm. Nếu bạn muốn thăm khám ưu tiên với bác sĩ chuyên khoa, không phải bốc số, xếp hàng, chờ đợi và đặc biệt là nhận ngay ưu đãi từ phòng khám, thì hãy đặt lịch hẹn khám tại phòng khám Maya trước để nhận ngay mã số khám ưu tiên.